yêu dâu xanh lừa người khuyết tật ra cánh đồng vắng để hiếp dâm. Dù nạn nhân bị câm, sự việc xảy ra ngoài cánh đồng giữa đêm vắng, nhưng từ thông tin nạn nhân viết ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác minh bắt khẩn cấp đối tượng Thìm. Ngày 17 tháng 5, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Thìm, sinh năm 1976, trú xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên về tội hiếp dâm. Trước đó, ngày 7 tháng 5, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo trên địa bàn xã Hưng Lĩnh có người phụ nữ khuyết tật bị đối tượng giở trò đồi bại. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Dù nạn nhân bị câm, sự việc xảy ra ngoài cánh đồng giữa đêm vắng, nhưng từ thông tin nạn nhân viết ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác minh bắt khẩn cấp đối tượng Thìm. Tại cơ quan điều tra, Thìm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối ngày 7 tháng 5, Thìm đến nhà lừa nạn nhân là con chị vừa gặp nạn. Tin lời Thìm, nạn nhân hoảng hốt đi theo. Khi đến cánh đồng vắng, Thìm giở trò đồi bại. Được biết, đối tượng Thìm đã lĩnh 12 năm tù về tội hiếp dâm, ra tù vào năm 2018 và một tiền án về tội trộm cắp tài sản.